Vậy là đã một năm trôi qua kể từ video đấy rồi nhỉ? Và không, đây không phải video bổ sung ý kiến cho video đó, mặc dù bản thân mình biết rõ rằng mình đã không nói ra nhiều cái mà mình muốn bày tỏ. Bởi vì khoảng một năm trước mình vẫn còn khá lạc quan với chủ đề này, nhưng mà sau đó không lâu thì việc học, deadline và burnout là những thứ đã khiến mình phải nghỉ YouTube tạm thời. Và trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó thì mình đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng là video này ra đời. Video này sẽ nói về những vấn đề mà mình nghĩ Backroom đang gặp phải. Và với tư cách là một người đã làm về chủ đề này trong một khoảng thời gian, nên mình tin rằng mình có khả năng đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề của nó. Lưu ý là đa số những thứ mình nói trong video này đều là về trang Wikidot chính thức của Backroom, vì sau cùng tất cả những video của mình đều lấy nguồn từ nó. Và tất cả trải nghiệm mà mình có đối với Backroom đều là từ trang Wiki mà ra. Nếu có điểm gì mình nói sai thì mình mong các bạn hãy góp ý cho mình ở bên dưới phần comment nhé. Giờ thì ta sẽ cùng đi vào phần chính của video nào. Nếu bạn không cẩn thận và bị no clip khỏi thực tại ở sai chỗ, bạn sẽ thấy bản thân mình xuất hiện tại Backroom, một nơi không có gì ngoài mùi hôi thối của những chiếc thảm ẩm mốc, sự điên loạn của sắc vàng đơn sơ, cùng với tiếng ồn của những chiếc đèn huỳnh quang cứ âm ỉ liên hồi. Kèm theo đó là những căn phòng trống được phân chia ngẫu nhiên và khoảng 600 triệu dặm vuông chỉ để giam giữ bạn lại. Mong Chúa cứu rỗi bạn, vì nếu bạn nghe thấy tiếng của một thứ gì đó đang làm vạng xung quanh, thì chắc chắn nó cũng đã nghe thấy bạn rồi. Mình cá là rất nhiều bạn đang xem video chắc chắn đã nghe đến những dòng trên ở đâu đó rồi đúng không? Nó chính xác là những dòng mô tả trên trang Wikidot của Backroom với sự tập trung vào một chiều không gian nằm ngoài thực tại kết hợp với một số đặc điểm đáng chú ý của chủ đề Liminal Space. Và boom, cộng đồng Backroom ra đời. Nó đã phát triển chỉ từ một bài viết lên hàng ngàn các bài viết khác nhau trên trang Wikidot với nhiều phân loại như level, thực thể, vật phẩm, vân vân. Nói thật thì theo mình, Backroom chỉ thực sự bắt đầu trở nên nổi tiếng vào năm 2022, khiến danh tiếng của nó vang xa để tiếp cận với nhiều người yêu thích chủ đề Liminal Space hơn. Và điều đó cũng áp dụng với kênh mình luôn. Bỏ qua chuyện trên, thì tính ra cũng đã hơn 5 năm kể từ khi Backroom xuất hiện trên Internet, và cộng đồng cũng trải qua khá nhiều thay đổi, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng cũng như bao xu hướng đột ngột nổi tiếng trên mạng, thì cơn sốt Backroom cũng biến mất nhanh như cách nó đã nổi tiếng. Sau đây, mình sẽ nêu ra những điểm mà mình tin là nó làm chưa tốt qua từng đề mục nhỏ để từ đó đưa ra kết luận cho video. Nào, chúng ta cùng đến với. Level chính là nền móng của Backroom. Chúng đa dạng từ kích thước, mật độ thực thể và khả năng sinh tồn. Các level được liên kết với nhau qua một hoặc nhiều lối vào và lối thoát khác nhau. Đây cũng là nơi sinh sống của vô vàn các thực thể khó lường. Điểm chung của những level là kích thước dài tưởng như vô tận, kèm theo đó là những sự kiện khó lường và rất đỗi ngẫu nhiên như no clip. Tưởng như việc bạn phải lang thang trong một cái mê cung bất tận với suy nghĩ là mình đã không ở một mình. Nghe thì có vẻ rất hứa hẹn và việc lướt qua các tài liệu trên wiki cũng rất hứng thú ban đầu, nhưng rồi nó cũng chẳng được bao lâu. Mình tin vấn đề của các level là nằm ở cách xây dựng của nó và cách triển khai các ý tưởng của các tác giả. Nếu một tác giả biết hướng đi dành cho level của mình và có thể tận dụng nó để tạo ra một level thực sự khác biệt thì điều đó thật tuyệt vời. Nhưng nếu không thì level đó, một là sẽ kém nổi bật, nhàm chán, hai là sẽ trở thành một đống hổ lốn. Theo mình thì người ta đến với Backroom ban đầu vì nó mang cái cảm giác uncanny, hoài niệm và cô lập. Tưởng tượng bạn bất ngờ rơi vào một nơi trông rất lạ nhưng cũng thật quen, cứ như thể bạn đã từng ở đây rồi. Bạn đi lang thang xung quanh trong sự lo lắng tột độ. Bạn cố gọi xem có ai có thể giúp đỡ bạn không, nhưng chẳng ai đáp lời. Dù cố gọi là thế, bạn vẫn cảm thấy bất an vì bạn biết bạn đã không ở một mình, có thứ gì đó đang rình rập. Đó có lẽ là cảm nhận của mình về Backroom khi đọc qua những level đầu tiên của nó. Có thể Backroom rất rộng lớn và đôi khi là trống rỗng, nhưng nỗi sợ lại đến từ chính sự nghi ngờ của bản thân ta. Cái cảm giác khi bạn nghĩ rằng mình đang bị theo dõi, mặc dù trên thực tế là chẳng ai đang theo đuổi ta cả. Mình tin rằng một tài liệu viết về level cần truyền tải đến người đọc cái cảm xúc và không gian của nó, để người đọc có thể tự vẽ lại trong đầu những gì còn thiếu. Hiện tại thì một tài liệu của level trên Wiki sẽ bao gồm những thứ như sau: đánh giá mức độ nguy hiểm, phần giới thiệu và mô tả, thực thể, căn cứ, tiền đồn và cộng đồng, lối vào, lối thoát. Đó là những danh mục chính, còn các tác giả có thể tự do thêm các mục nhỏ khác như các đoạn hội thoại hay những ghi chú đặc biệt. Đây chính là cái khuôn mẫu cơ bản để viết ra một level trên Wiki, và nó cũng là một con dao hai lưỡi. Một mặt thì nó tạo ra cơ hội cho những người viết mới có thể dễ dàng viết một level hơn do họ đã có sẵn công thức để viết. Mặt khác thì nó lại giới hạn sự sáng tạo mà người viết có thể làm với một tài liệu, khiến nó trở nên máy móc, khô khan và nhàm chán. Có rất nhiều tài liệu cả trong quá khứ lẫn bây giờ đều áp dụng cái công thức này. Điều này khiến cho lượng lớn các tài liệu hoàn toàn bị bỏ xó bởi cộng đồng vì cách thức trình bày quá là đại trà
mình còn chưa nói đến nội dung nhé. Và không phải là mình nói là những tài liệu chất lượng cao là không có, chỉ là cũng có rất nhiều tài liệu không dùng khuôn mẫu này nhưng vẫn có thể tạo ra một thứ gì đó trông thật đặc biệt và nổi bật hơn với đám còn lại. Trình bày là thế, nhưng nội dung thì sao? Mình sẽ nói đến các level thường trong phần này vì số lượng của chúng chiếm phần lớn các tài liệu nói chung trong Backroom, còn level huyền bí và level phụ thì không nói đến vì rõ ràng là chúng đòi hỏi sự đầu tư dày công hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là các tác giả có thể viết những level thường luôn có chất lượng ở dưới mức trung bình được. Và đó chính là điều đã và đang xảy ra, vì nhiều tác giả dường như không biết hướng đi mình nên đặt ra cho một level là gì. Kết quả là nhiều level tỏ ra khá là nửa nạc nửa mỡ, như level 9 chẳng hạn. Họ không biết mình nên làm một level thiên về hướng tạo cảm xúc và đánh vào tâm lý người đọc, hay một level nguy hiểm hoàn toàn chết chóc, hoặc là cả hai. Đôi khi thì họ lại vô tình biến một level có ý tưởng tốt thành một level tệ khi họ cố nhồi nhét những thứ không cần thiết vào như thực thể, cái mà mình sẽ nói đến trong phần sau. Quay lại việc chính, thì mặc dù Backroom giờ là một chủ đề riêng, nhưng mình vẫn thích việc nó tập trung vào việc xây dựng không khí nhiều hơn là biến nó thành một game RPG đánh quái vật. Bởi vì nhiều level mình cảm thấy là bị nguy hiểm một cách quá gượng gạo, nhét quá nhiều thứ vào trong đó, mặc dù có nhiều level khác phù hợp hơn. Đơn cử như level 9. Level này lấy bối cảnh ở một thị trấn ngoại ô về đêm. Đối với mình thì việc đi bộ một mình trên những con phố dài vào buổi đêm đã khá là lo lắng rồi. Giờ trong Backroom thì lại còn đáng sợ hơn thế. Thậm chí là hai con thực thể độc quyền của level này cũng là một mối nguy hiểm đáng cơm và rất hợp lý với chủ đề của level 9. Nhưng tác giả đã biến nó thành một cái nồi lầu thập cẩm, phá đi hoàn toàn cái không khí rất đỗi đặc trưng của level 9 bằng việc biến nó thành một cái chợ với 7749 con thực thể không liên quan khác. Một level nguy hiểm không chỉ nên được đánh giá bởi mật độ thực thể mà còn bởi mức độ ổn định, khả năng sinh tồn của con người nói chung và điều kiện môi trường trong level. Thậm chí cả cái phần đánh giá mức độ của một level cũng nói như thế. Nhưng nhiều tác giả cứ nghĩ rằng việc nhét nhiều thực thể vào tương đương với một level nguy hiểm. Đúng là nó sẽ nguy hiểm hơn, nhưng mà chúng ta là người đọc. Vậy nên nói thẳng ra là cách làm này không khác gì bình mới rượu cũ cả. Có thể level 9 là một level nguy hiểm, nhưng cách nó tỏ ra nguy hiểm thì đều giống như những level nhàm chán khác. Và mình có chưa nói đến những level bị dài thái quá ấy, như level 2 chẳng hạn. Cái độ chi tiết của tài liệu level 2 mới thì nó cứ phải gọi là bất bại. Là mình tự hỏi rồi họ khám phá hết một level rộng hàng triệu km kiểu gì. Mặc dù trên thực tế đó là điều không thể, nhưng việc ném một đống thông tin vào mặt người đọc mà chẳng để lại khoảng trống nào cho những bí ẩn thì sẽ khiến cho level cảm thấy rất là bé. Kiểu nó chỉ có thế thôi ấy, chẳng có gì đặc biệt hay bí ẩn cả. Một ví dụ mà mình có thể coi là áp dụng tốt là chi tiết song sắt ở level 3. Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý là những song sắt nhà tù hoen dỉ được chụp lại bởi tổ chức MBG trong lần thăm dò đầu tiên vào năm 2012. Những thử nghiệm về sau đã chứng minh rằng cho dù có bằng cách nào, những song sắt không thể bị phá hủy hay mở ra, thậm chí kể cả những bức tường chúng được gắn vào cũng vậy. Những nhà thám hiểm của tổ chức MBG đã báo cáo rằng khu vực song sắt thường có khuynh hướng làm cho những người lang thang cảm thấy sợ hãi và khó chịu hơn nhiều so với bình thường. Những người lang thang thường nói rằng họ cảm thấy bị theo dõi, một số thậm chí còn thấy những thực thể kỳ lạ đang ẩn nấp phía bên kia những song sắt. Qua những dòng mô tả trên thì level 3 đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rằng cái gì đang diễn ra đằng sau song sắt? Nếu ta qua được thì điều gì sẽ xảy ra? Một lối thoát hay một thực thể huyền bí đang đợi chờ? Đó, nó khiến chúng ta nghĩ rằng level đó rộng hơn như thế rất nhiều. Chúng ta không biết bí ẩn đằng sau song sắt của level 3. Nhưng chúng ta cũng không cần biết, vì nếu thông tin đã quá rõ ràng rồi thì còn gì là bí ẩn nữa, đúng không? Đấy, nhấp nhả thông tin, đủ nhưng không quá mức đến nỗi dài dòng và thừa thãi, đủ để người đọc tự tạo ra giả thuyết cho những gì chưa được khám phá. Vậy nên, cách mà một tác giả cung cấp thông tin cho người đọc sẽ quyết định chiều rộng và chiều sâu của một level. Một điều nữa là mình cũng khá tâm đắc với những tài liệu về level được viết dưới dạng nhật ký. Nó cho phép ta phần nào đi vào góc nhìn của người lang thang đang khám phá level đó. Do chúng ta chỉ được thấy level đó qua góc nhìn của người kể, nên sẽ có một vài điều mà họ không biết. Theo mình thấy thì đây là một cách tuyệt vời để viết một level. Không những nó cho ta trải nghiệm vào việc lang thang qua một level mà còn tạo ra những bí ẩn nếu người lang thang đó có bỏ lỡ bất cứ điều gì. Sau cùng thì chúng ta cũng chỉ là con người, là những người khám phá level chứ có phải là người tạo ra level đâu, mà mình thấy nhiều tác giả cứ viết như kiểu là ta đã khám phá hết level đó rồi vậy. Theo mình thì việc viết một level dưới dạng trải nghiệm cá nhân sẽ thú vị hơn cách viết dập khuôn máy móc kia. Tất nhiên là nó cần đầu tư về mặt viết lách nhiều hơn, nhưng mình tin là chất lượng của các bài viết sẽ được cải thiện đối với người đọc chúng ta. Kết luận cho phần này thì các level đã trở nên nhàm chán nếu chúng không phải các level đặc biệt, thường hay nghiêng về những mối nguy hiểm liên quan đến thực thể hay thiên tai, không tập trung vào việc xây dựng không khí, khiến cho level tỏ ra khá nhạt nhòa vì cơ bản chẳng có tí cảm xúc nào.
Thực thể có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất của Backroom. Chúng là những sinh vật cư trú trong các level trải dài khắp Backroom, bao gồm cả những thực thể thân thiện lẫn thù địch. Có thể nói thì mình thấy tiềm năng của những thực thể này là rất lớn. Nhưng có vẻ như các tác giả không nghĩ vậy. Đúng là cái gì cũng có thể xuất hiện trong Backroom, nhưng điều đó không có nghĩa là người viết có thể bỏ bất cứ thứ gì họ muốn vào trong đó. Có rất nhiều thực thể mà mình thấy rất ấn tượng, nhưng số còn lại thì không, kiểu tại sao nó ở đây? Trông nó không hợp một chút nào với tông màu chủ đạo của Backroom. Nhưng mà cái này nó liên quan đến khẩu vị cá nhân hơn, nên có thể mình thấy không hợp, nhưng người khác lại thấy hợp. Quay lại với việc chính, thực thể trong Backroom theo mình thấy hiện tại là đang khá mờ nhạt so với những level. Mình tin rằng tất cả thực thể không nhất thiết phải có một câu chuyện đằng sau nó và cũng không nên được sử dụng như một công cụ đơn thuần để bổ sung cho một level. Mà nhắc đến level thì mình sẽ tiếp tục phút level 9 vì tại sao không? Level này bài trí thực thể một cách lố bịch, kiểu nhiều, thừa thãi quá mức. Tác giả nhét chúng vào level mới mục đích là khiến cho nó trở nên nguy hiểm hơn, mặc dù tác giả đã có hai thực thể là chỗ dựa vững chắc, vừa tô điểm cho không khí của level 9, vừa có thể cho người đọc thấy sự đáng gờm của hai con quái vật này. Nhưng mà có vẻ như họ thực sự muốn biến Backroom thành một cái game đánh quái vật. Theo chúng ta được biết thì mỗi thực thể là một loài riêng biệt, nhưng thật khó để có thể cảm nhận được sự khác biệt nếu chúng cứ bị nhét vào chung một level một cách bừa bộn và thiếu tính toán. Theo mình thì thay vì xem thực thể như một công cụ gây nguy hiểm, người viết có thể biến nó trở nên khác biệt bằng cách biến chúng thành những thực thể độc quyền của một số level nhất định. Từ đó, bạn có thể viết một level xoay quanh thực thể đó, hoặc khai thác thực thể đó xoay quanh một level nhất định. Một vài ví dụ điển hình là The King của level 94, The Beast on level 5 của tất nhiên là level 5 rồi, và The Thing on level 7 của level 7. Được rồi, mình biết là con này đã bị xóa trên wiki rồi, nhưng mình nhắc lại nó như cách để mình tưởng nhớ một thực thể đời đầu của Backroom, và tất nhiên là không phải con dẩm lờ này. Mặc dù thực thể này giờ cai trị level 7, nhưng mà không bao giờ mình sẽ chấp nhận nó. Tại sao nó lại trông như thế này? Những thực thể trên đều có một điểm chung là chúng thuộc về một level duy nhất, và chỉ duy nhất level đó có sự tồn tại của chúng. Chúng giúp cho những level đó tỏ ra nguy hiểm hơn, nhưng không phải theo hướng xấu. Một mặt, bạn vẫn có thể khám phá level một cách bình thường, nhưng mặt khác là chỉ riêng sự tồn tại của chúng cũng có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Bởi vì bạn không biết khi nào bạn sẽ chạm trán với chúng. Chúng không thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng đôi khi bạn sẽ bắt gặp chúng vào những thời điểm khó đoán nhất, hoặc cơ bản là chúng có thể đang theo dõi bạn mà bạn không biết. Bạn không cần nhất thiết phải để hàng chục thực thể chạy loang quang giữa đồng không mông quạnh để làm cho chúng trở nên nguy hiểm. Đôi khi việc để một thực thể duy nhất tự do trong một level được tạo ra dành riêng cho chúng là đủ để chúng có thể tỏa sáng. Thậm chí kể cả những thực thể thân thiện cũng có thể trở nên thú vị. Các tác giả có thể dựa vào việc chúng không đến từ thế giới của chúng ta để tạo ra một sự nghi ngờ. Đúng là các báo cáo có thể viết rằng những thực thể này rất an toàn, nhưng chắc chắn không phải ai cũng đã tiếp xúc với chúng. Và ai mà biết chúng còn khả năng gì khác cơ chứ? Vậy nên, mặc dù phần thực thể này là tương đối ngắn, nhưng kết luận là các thực thể trong Backroom đang bị sử dụng như một công cụ chứ không phải một cá thể có thể tồn tại song hành với một level. Và một điều không thể chối cãi là rất nhiều thực thể chỉ thực sự tỏ ra thú vị vì chúng có một câu chuyện phía sau chứ không phải là giá trị mà những thực thể này đem lại cho Backroom nói chung và các level nói riêng. Có thể nói là cộng đồng Backroom hiện tại đang là sự kết hợp giữa những fan hâm mộ, những người viết bài và những content creator. Trong những khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020 thì cộng đồng này bắt đầu hình thành. Đến năm 2021 thì cũng chưa có gì quá đáng kể. Nhưng đến một năm sau thì... Yeah, các bạn thấy rồi đấy. Backroom đã nhận được một sự chú ý vượt ngoài kỳ vọng của mọi người, và tất cả sự chú ý có được là nhờ một kiểu video rất nổi tiếng lúc đó là found footage. Những người làm content trên các nền tảng cũng làm ra những video phân tích giả thuyết, thậm chí là cho ra lò cả những con game về Backroom rất nổi tiếng vào lúc bấy giờ, và cả những content củ chuối mà mình thực sự không biết nên miêu tả thế nào, kiểu các bạn muốn miêu tả thế nào thì đấy là việc của các bạn. Chung quy lại thì năm 2022 là năm mà Backroom nở rộ và phát triển mạnh mẽ. Vậy sau đó thì sao? Chúng ta đến với năm 2023, và năm nay khi mà các content của Backroom đang thưa dần, có lẽ thứ duy nhất mà mình thấy vẫn còn ổn áp là content về game liên quan đến Backroom. Nhưng nói chung là sự sôi nổi đã không còn nữa.
Mình không nói là content Backroom đã chết, chỉ là nó chưa từng nổi bật ngay từ ban đầu thôi. Trước cú hit năm 2022 thì content của Backroom và cộng đồng cũng na ná như bây giờ, rất là giới hạn. Hồi đấy thì mình cũng thế, lẹt đẹt vài trăm người đăng ký với mấy cái video có vài chục view, nên mình cũng có phần vui vì sau cùng chính năm 2022 là năm mà kênh mình có được nhiều sự tăng trưởng nhất. Nhưng nó cũng đã để lại cho Backroom một vết nhơ khó có thể gột rửa. Vấn đề ở sự nổi tiếng đột ngột này chính là nằm ở cách mọi người nhìn nhận Backroom. Mình không đổ lỗi cho bất kỳ ai cả, vì sau cùng đây là một cộng đồng được xây dựng từ một bài viết duy nhất, và việc nó nổi lên là một cái gì đó quá đỗi đột ngột với một cộng đồng vốn đang lặn rất sâu ở level 7. Vậy nên mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau, nhưng chính những cách hiểu khác nhau về chủ đề này đã khiến cho Backroom giờ không khác gì một cái nồi lẩu thập cẩm với đủ thể loại content. Content chất lượng thì ít dần, mà mấy cái content biến tấu Backroom kiểu nếu bạn làm thế này trong Backroom thì điều gì sẽ xảy ra lại rất rất nhiều. Và cộng thêm sự sụt giảm về độ hot của Backroom từ năm 2023 thì những người hâm mộ mới khó có thể thấy nghiêm túc được với chủ đề này. Mà nhắc đến người hâm mộ thì Backroom cũng đang gặp một vấn đề lớn trong việc lựa chọn tông màu chủ đề và đối tượng fan. Từ thì một số bạn có thể nói là Backroom là kinh dị, nhưng mà nói thật nhá, trừ một vài tài liệu và game được tạo ra với mục đích đó thì chỗ còn lại chả có gì ghê rợn. Thế còn cảm xúc hoài niệm thì sao? Theo mình thì nhiều yếu tố hiện tại trong Backroom chả có tí cảm xúc nào cả. Mình vẫn chưa hiểu bạn cảm thấy hoài niệm kiểu gì khi đang ở dưới đáy biển hay ở trong một cái hang động tối đen như mực. Thế còn tính chất liminal thì sao? Cái yếu tố mà nhiều người thích ở Backroom ấy. Cũng nửa vời nốt, một số level mình đọc lấy bối cảnh kiểu rất tầm thường không chịu được. Đó, tông chủ đề của Backroom quá nửa vời và không rõ ràng, nó không hoàn toàn đen tối nhưng cũng không trong sáng. Điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến cả đối tượng người đọc lẫn người xem. Để mình giải thích nhé. Đối với đối tượng người đọc và người xem là trẻ em thì chắc chắn sẽ có hứng thú với nó trong khoảng thời gian Backroom còn nổi tiếng. Sau đó thì sẽ chuyển hướng sang cái khác, vì rõ ràng là có vô vàn content dành cho trẻ em được làm ra để cho trẻ em xem với nội dung thẳng tuột và thú vị hơn cái Backroom thân thiện một cách nửa vời này. Với những người theo xu hướng và làm content thì Backroom không còn đủ nổi bật trong giới content để họ có thể tiếp tục thực hiện các nội dung về nó nữa. Còn đối với những fan hâm mộ chân thành thì Backroom lại tỏ ra thiếu chất riêng và thiếu đi nhiều yếu tố làm nên cái riêng của chủ đề mà họ đã được hứa hẹn. Mình không muốn biến Backroom trở nên kinh dị hay là kiểu máu me 18 cộng, nhưng mà ít nhất việc người chủ trì của những trang như Wiki hay Fandom ít nhất có thể nghiêm túc chọn ra một cái tông duy nhất và kết hợp với những yếu tố khác để có thể chọn ra một đối tượng cụ thể. Việc quản lý một cộng đồng chỉ có duy nhất một hoặc hai kiểu đối tượng người hâm mộ sẽ dễ dàng hơn việc thỏa mãn nhiều kiểu người hâm mộ cùng một lúc. Và rõ ràng là Backroom hiện tại đang nằm ở giữa chỗ đó, vừa phải làm hài lòng những người hâm mộ cũ và vừa phải tỏ ra đủ thân thiện cho những người mới. Được rồi, để mình hỏi nhé. Có ai trong số những người đang xem video này nhớ bất kỳ tổ chức nào khác ngoài tổ chức MEG không? Nếu có thì chúc mừng, bạn đã bước vào khu vực bị lãng quên. Còn nếu không thì vẫn chúc mừng, vì bạn cũng như bao người khác trong cộng đồng. Tổ chức trong Backroom có thể nói là bị lãng quên như bao danh mục mà không phải level, thực thể hay vật phẩm. Theo mình nghĩ thì lý do là những tổ chức này chưa được hoàn thiện và được áp dụng hiệu quả. Mình công nhận là mỗi tổ chức có một kiểu phong cách riêng cũng khá là hay, nhưng số lần họ được nhắc tới trong một tài liệu là rất ít. Bất kỳ ai đã đọc nhiều tài liệu trên Wiki sẽ thấy sự khác biệt giữa những tài liệu đại trà và những tài liệu có sự hiện diện hoàn toàn của một tổ chức. Tông màu chủ đạo của một tài liệu đó sẽ thay đổi tùy vào đặc điểm của từng tổ chức. Đây nói thẳng ra là một chi tiết khá hay khi nó giúp ta phân biệt được các tổ chức khác nhau. Một số tác giả đầu tư hơn thì sẽ cho những tổ chức này một phong cách diễn đạt văn vở riêng, tạo ra nhiều điểm khác biệt giữa những tổ chức đó hơn. Nhưng như mình đã nói là thực sự có rất ít tài liệu có sự hiện diện hoàn toàn của các tổ chức này. Ừ thì các bạn có thể nói là các tài liệu đó có thể có những đoạn hội thoại hoặc ghi chú nhỏ của các tổ chức đó để lại. Nhưng điều đó là không đủ để thu hút người đọc, làm tò mò về câu chuyện đằng sau tổ chức đó. Nhất là như mình đã nói, nhiều tài liệu trên Wiki trông y như nhau, vẫn cái tông màu nhạt nhòa ấy, vẫn cái cách diễn đạt đấy, nên người đọc khó có thể thấy được điều gì đặc biệt ở những chi tiết nhỏ đó được. Mình thấy là các tổ chức chỉ được vận dụng hết tiềm năng với một số tài liệu nhất định liên quan đến các tổ chức đó. Cách làm này cũng được, nhưng nó khiến cho tầm ảnh hưởng của các tổ chức đó bé hơn rất nhiều. Mang tiếng là tổ chức lớn nhất của Backroom, MEG thành ra cũng chẳng để lại ấn tượng sâu sắc lắm với sự xuất hiện tối thiểu của họ qua nhiều level khác nhau. Mình nghĩ các tác giả nên cho sự xuất hiện của các tổ chức trong các tài liệu nhiều hơn thay vì sử dụng chúng như một thứ để cung cấp thông tin bổ sung cho tài liệu đó. Họ có thể sử dụng sự khác biệt trong lý tưởng và hành động của mỗi tổ chức để khiến cho sự khác biệt của họ ngày một lớn hơn, đặt góc nhìn của bản thân và họ. Nếu tổ chức này viết tài liệu này thì nó sẽ trông như thế nào? Phong cách diễn đạt và cung cấp thông tin ra sao?
hay lý tưởng của họ sẽ biến tấu bài viết này theo hướng nào. Tất cả những điều trên, mình tin là sẽ cho ra lò những bài viết không chỉ là về một level, thực thể hay vật phẩm, mà nó còn là về chính câu chuyện đằng sau tổ chức đó. Nó cho ta thấy góc nhìn và ý kiến của tổ chức đó về vấn đề trước mắt, cách tiếp cận và giải quyết nó. Để mình ví dụ nhé. Có thể tổ chức MEG thường xuyên khuyên những người lang thang không nên gây hấn và tránh xa các thực thể thù địch, thì một tổ chức nào đó lại khuyên những người lang thang nên sử dụng cách bạo lực hơn để giải quyết vấn đề. Đó, rất đơn giản thôi, nhưng nhiều người lại chỉ coi họ như công cụ để cung cấp thêm thông tin nếu bài viết còn thiếu ý. Điều này còn tệ hơn khi phần lớn câu chuyện về những tổ chức này đều được viết dưới dạng ngoại truyện hay canon, làm giảm đi độ nổi bật của họ khi không có quá nhiều người trong cộng đồng quan tâm đến phần này. Vậy nên, mình thấy là những tổ chức mặc dù không đến nỗi thất vọng như phần thực thể, nhưng tiềm năng rõ ràng là bị bỏ phí và lãng quên. Được rồi, đây giống với một vấn đề cá nhân hơn. Và nếu các bạn không đồng tình thì mình có thể hiểu vì sẽ hơi kỳ khi mình nói điều này. Mấy ông bên Backroom có tham vọng hơi lớn thì phải. Kiểu 999 level, 999 thực thể, 99 vật phẩm. À không, 99 vật phẩm thì vẫn chấp nhận được. Nhưng mà ý mình ở đây là họ đã đặt giới hạn quá lớn so với những gì mà họ có thể làm được. Đã hơn 5 năm kể từ khi Backroom xuất hiện và họ vẫn chưa hoàn thành được cái giới hạn được đề ra. Thế cuối cùng là bao giờ các ông mới đi vào cải thiện chất lượng tổng thể của các bài viết vậy? Nếu chúng ta tính thời gian một tác giả viết ra một tài liệu mới được qua kiểm duyệt trên trang wiki cộng với thời gian họ chỉnh sửa hoặc viết lại hoàn toàn những tài liệu cũ, thì mình tin là trong vài năm nữa thì họ vẫn sẽ chưa viết đủ con số 999 tài liệu mà họ đặt ra. Đúng là để giới hạn lớn như thế sẽ giúp các tác giả có thể viết nhiều bài hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có những bài được viết ra chỉ để lấp đầy chỗ trống, kiểu chỉ để vậy thôi ấy. Vậy nên nhiều khi bạn khó có thể tìm thấy một tài liệu thú vị và cứ càng về sau thì lựa chọn của bạn càng ít dần. Và việc tập trung vào hai mục duy nhất là level và thực thể, kiểu các bạn biết đấy, 999 tài liệu mỗi mục ấy, sẽ khiến cho các danh mục còn lại bị lãng quên. Mình cá là số lượng những người hâm mộ vào tra các tổ chức, hồ sơ nhân vật, ngoại truyện hay canon trên trang wiki không bằng một góc so với số lượng những người tra level và thực thể. Đúng là level và thực thể là điểm sáng chính của Backroom, nhưng mà kiểu sự cách biệt về mức độ quan tâm là quá lớn. Giải pháp mà mình có thể đặt ra là họ có thể đặt giới hạn nhỏ hơn như 100 tài liệu, 150 hoặc 200 tài liệu. Sau khi viết hết các chỗ trống thì các tác giả có thể tập trung vào việc sửa và cải thiện những tài liệu cũ. Khi cảm thấy ưng ý rồi thì họ có thể bắt đầu mở rộng giới hạn ra để viết thêm. Như thế thì mình tin là chất lượng các bài viết sẽ được chăm chút hơn chứ không phải là bị giãn ra như bây giờ. Cá nhân mình nghĩ thì cũng chẳng mong chờ cái ngày mà Backroom có thể nổi tiếng trở lại như năm 2022 dựa theo hướng đi mà những tác giả đặt ra cho Backroom hiện tại. Vì nói thật, cũng có những lúc mình cũng chẳng mấy làm vui khi làm chủ đề này lắm. Có những video mình thực sự bỏ công sức và cảm thấy thỏa mãn vì mình biết đến nó. Nhưng một số thì không. Có lẽ là do việc học ngày càng bận rộn và việc lướt wiki Backroom cũng chẳng còn thú vị nữa nên mình mới nghĩ như vậy. Mình nghĩ Backroom nên có một khởi đầu chậm hơn để những người yêu thích nó có thời gian nhận ra hướng đi đúng đắn với chủ đề này. Có lẽ chính cái cú hit trên mạng xã hội năm 2022 đã vắt kiệt cái chất xám của những người yêu thích Backroom, thành ra giờ nó chưa thể tạo ra một cái gì đó đủ đột phá như năm đó cả. Hoặc là bởi những người không hiểu biết Backroom và chỉ làm theo những người đã biến chủ đề này nổi tiếng và tạo ra những sản phẩm có thể nói là làm xấu đi bộ mặt của chủ đề này. Nhưng sau cùng, video này cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình đi sâu vào những vấn đề mà Backroom đã và đang gặp phải. Mình có thể kết luận là chủ đề này vẫn còn đang lạc lối, chưa tìm được cái phong cách riêng cho mình nhưng đã bị đem lên làm xu hướng quá sớm nên giờ nó rớt khỏi cái mà mọi người coi là thời huy hoàng. Mình biết video này có thể không phải như các bạn tưởng, nó cũng không đi sâu vào lịch sử của Backroom và hơn hết là nó sẽ không thể thay đổi được những gì đang diễn ra, nhưng ít nhất là mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói lên những điều mà mình giấu kín trong lòng. Mình đã từng lạc quan về việc Backroom có thể trở thành một cái gì đó khác biệt, nhưng có lẽ mình đã vui quá để rồi bị thất vọng. Chuỗi hành trình làm YouTube của mình với các bạn đã rất vui. Và không, đây không phải video Backroom cuối cùng trên kênh mà chỉ là một video cảm nhận. Có thể mình sẽ thử khám phá sang các chủ đề khác. Và nếu các bạn có ý kiến gì khác về video này thì hãy comment bên dưới để mình biết nhé.